nào bay bay thấy Dương mình phải giới thiệu cho. Đây, Lê của thành phố. Hello các bạn, cây nhà lá vườn. Cây vườn lá nhà. Quá đẹp, quá đẹp. Hello các bạn, cây vườn lá nhà, còn là cây nhà lá vườn á. Lát phải lấy nước nước chậm lại mới được. Cây nhà lá vườn. Chậm này cho nó hết nước mới được, cái khô được. Đây mở chài nha quý vị. Hello các bạn, cây nhà lá vườn. Rồi chưa, giới thiệu chưa, bé giới thiệu chưa? Cây vườn, hello các bạn, cây nhà lá vườn. Rồi giới thiệu giùm tôi đi. Đây là tí mãi mở chài. Đứng đây nè, đi đâu vậy? Không, không có đi theo rồi. Hello mấy bạn, hôm nay thứ bảy Thái Dương. Bạn Gon, bạn Bo không có đi học. Hôm nay mình làm xíu mại cuốn mỡ chài đẩy mà mấy cái học sinh nhỏ nha. Thành phần thịt bằm, tôm khô, lát mình xay bỏ vô luôn nha. Đó, củ sắn, hành tây, này ăn kèm. Hành này mình mới hái đây nè. Mình hai ngày không vô nha các bạn. Mấy ngày không vô rồi, quay qua nó đi. Hai ngày không vô. Ba, bốn ngày, ba ngày không vô. Ba ngày không đãi vô nha các bạn. Mấy ngày? Ba ngày không vô. Rồi, bạn Thái Dương nữa, hôm nay mình đãi cơm trưa mấy bạn bằng xíu mại, mỡ chai. Đây, thịt đây. Có tôm khô vô nó nha, rồi bắt đầu theo mình vào bếp. Nắng 8 giờ này chưa nắng lắm. Rồi, giới thiệu kênh chưa, giới thiệu kênh. Hello các bạn, cây nhà lá vườn. Chưa giới thiệu kênh, chị Chi Lắp phải không? Rồi, em đi, mình giới thiệu nè. Giấy thấm dầu thấm cho cái thịt nó khô hết trơn, sạch hết trơn mới được nha mấy bạn đó. Làm cái món này là phải thịt khô. Tôm khô nè, mình xay rồi nè, nó khô vậy nè mấy bạn coi nè. Đó, phải sơ khô vậy nha mới được nha, đúng rồi, dắt lần lắc nữa. Tôm khô với thịt khô. Đó, tôm khô, thịt bằm, trong miếng hành tím vô luôn. Hành lá, ngò. Ngò dữ. Ừ, cho nó thơm, rồi cái này là tới thơm luôn á. Rồi, thành phần bên đây là, trong đây là củ sắn với củ hành tây. Mình cũng sắc cho nó, dắt cho nó khô. Dắt cho nó khô hết trơn mới được nha. Đó, vậy làm từ từ. Đi vô. Đi qua đây thành phần nè. Tiêu, bột ngọt, nước tương, muối, tỏi hành xay, đường. Tiêu phân nửa thôi, nhiều quá. Nè, củ mì, củ khoai mì. Lát để lên trên chút. Đường. Miền Tây thích ăn ngọt lắm mấy bạn ơi, bột ngọt. Hành tỏi băm. Tỏi phi chứ. Mấy bạn làm gì nó mới ngon nha, nó mới thơm. Nước tương. Nước tương ngoài Bắc gọi là xì dầu. Còn củ sắn ở ngoài Bắc gọi là gì mấy bạn? Giờ mình trộn đều cho nó nghỉ ngơi trong vòng nhiêu phút bé? 30 phút. 30 phút hoặc 1 tiếng cũng được, để trong ngăn mát ngăn đá hả? Để cho ngăn đen đá cho nó mát. Ngăn đá cho nó cô đặc lại mấy bạn, rồi quay vô đây nè, ta thắng cho nè. Rồi mày không quay để làm. Làm đồ ăn mà không quay đồ ăn, quay cái miệng nó không hồi chúng chửi chứ. Ê, cũng dẻo quá nè Thắng. Bỏ vô tủ đông nữa rồi. Dẻo rồi nè. Có bỏ vô ăn vô chút không khỏi hả? Rồi. Ờ, lát mình làm nước sốt riêng nữa nha. Rồi. Đây, trong thời gian mình chuẩn bị hấp xíu mại nè, đó, mở chài rồi đó chưa. Giờ mình làm nước sốt. Nước sốt giờ mình bỏ vô dầu màu điều với gì vô rồi ta, tỏi với hành. Rồi Thắng quấn cái cho khán giả coi kìa Thắng. Mỡ chài nữa. Ở quán mỡ chài đó. Mình vừa làm mình vừa quay luôn nha mấy bạn đó, thấy chưa? Xuất sắc không? Nè, thành phần lát đương như nước sốt nè. Có cà, ơi quay cái đây nè, đó. Thắng mày làm thấy không? Thắng mày khéo tay không? Đây mình làm nước sốt nha, làm nước sốt cho nó sắc màu thôi, cái này có màu màu điều. Tỏi với hành mình sấy trước nè. Thành phần nước sốt thêm có cà chua, muối, bột ngọt với đường thôi chứ không có gì chừng nè, anh Thắng mày đang quấn nè. À, khéo tay không? Thắng khéo tay quá. Đây thành phần của anh Thắng này đó. Hấp vô cái thau đó luôn. Quá. Rồi Thắng bỏ nước sốt vô giùm mình luôn đi. Bỏ tương cà với niêm rồi luôn đi. Bỏ nước sốt vô. Rồi làm nước sốt luôn. Để dặn lửa lớn lên nè. Bỏ tương cà với
đường một gọt muối vô. Bỏ luôn rồi. Rồi. Hết hộp nêm rồi, mình một nêm thắng. Muối. Rồi cho tí xíu nước suối vô đây. Cho cái nó nhỏ nó chan mấy bạn. Nước nó phải chan lắm. Rồi, làm cái nữa đi cho khán giả coi đi. Thơm quá. Ủa ra màu rồi nè mấy bạn. Chưa. Xuất sắc. Đây bằng thắng cuốn đây. Học hỏi bằng thắng cuốn ăn mở chài đi quý vị. Đó. Xuất sắc chưa? Mấy này ăn béo lắm. Nước sốt. Muốn kẹo thì cho bột vô. Hôm rồi nhà mình không có cho bột mấy bạn ơi. Vậy là được rồi đó. Thơm quá thơm. Đổ hành nó vô luôn đi Thắng, cho hết dĩa luôn, cho sạch dĩa luôn Thắng. Rồi dẹp rửa luôn đi. Đó. Ăn kèm cà chua, dưa leo, cơm trắng. Quay qua khoe với mấy mày em bé đẻ nè, chó đẻ nè. Sáu con. Đây mẹ nó đây, sáu con. Ăn. Quá xuất sắc. Quá ngon không bé? Bé đói bụng chưa? Đói quá hả? Đây, đây con Kiệt dọn cơm ăn luôn. Mình bỏ vô cái cù lao nha, làm cho nó sắc màu nha. Tắt cái TikTok này đi. Tắt TikTok chưa? Đâu có quay TikTok, nó để như thế đó. Ngon quá mấy bạn ơi. Ủa sao là khoai được hay vậy con Kiệt? Ok coi tắt TikTok. Tắt TikTok sao? Chị ơi, chỉ cho con làm file gì? Làm file là cái gì? Đó, là kìa, đó file kìa. Đó, cơm phai đây phai. Ăn kèm dưa leo mình sắc rồi, những tương nữa. Dưa dời. Rồi bữa cơm mình cho bé ăn đi. Dưa dời. Chín chưa Thắng? Chút nữa mấy bạn ơi, gấp quá dành rồi bụng rồi nè. Chín chùm. Rồi, chuẩn bị ăn nha quý vị. Bé chào khán giả đi bé. Chào các bạn. Sần ngon quá. Bạn ăn nè mấy bạn ơi, còn thao này nữa nè, thao này này mới mình không có để vô, mình để riêng rồi, vậy để qua đây đi nè. Mời bạn ăn cùng mình nha. Đó. Lạnh gió. Ta ra đâu làm gì đâu. Gió hôm nay là bạch mình chết. Thôi vừa đủ chưa thôi vừa. Thôi vừa. Đủ chưa? Mời bạn ăn cơm nha, đói bụng mình nha. Bạn với mình nha, ăn cơm. Thấy mình không? Mình Thắng nhìn qua có thấy mình không? Không. Trời đất. Ăn đi con. Mở bạn ăn với mình nha. Trang. Cho sao con ăn được. Trang nó nuốt vô. Để Thắng xuống. Mời mấy bạn nha, quá ngon mấy bạn ạ, chưa đói bụng mà. Trời ngon như của chú bá vậy đó. Thôi Trang cho bé bên này nữa hả? Không. Bên đây ngon nè. Sao vậy? Hồi Thắng lại làm cho nó Thắng ơi. Thấy chưa? Thấy chưa con ăn. Bé ăn nào, bé nói. Bé ăn nào. Con mày ăn cái này luôn. Rồi ăn làm cái gì? Mời mấy bạn nha. Mà mày còn làm cái khác nữa. Chai nước này ha. Ăn đàng hoàng. Ăn vui vẻ. Bé ăn cái này cho nó lại. Ngon mà, cái này ngon lắm không? Ngon quý vị, còn thao nữa nè, thao này mình không có trộn nước sốt vô để riêng, cái này ngọt lắm nha. Ăn thật thôi. Ăn bầm ra đi. Ngon lắm mấy bạn ơi. Ngon quá, cái gì ta chưa ăn lắm mà ngon. Rồi, bé thử đi. Sao nãy giờ không làm cho bé trước không? Muốn ăn từ từ đó. Muốn vừa leo vô. Quá bự rồi. Đây, đem lên Thắng đó. Cảm ơn. Quyền, em cho tí. Con nó phải ăn cay vậy không?
gồm cha. Rồi em hút đi, nó đi. Cái chè mấy cái tuần. Kéo dĩa qua bển đi. Ngon bé. Ngon quá bạn ơi. Ngon mà, có thể làm ngon mà hả? Mình ăn nước trọng, mấy bạn bình luận thấy mấy mình ăn nước trọng quá không? Mình ăn nước trọng bốn mấy năm mà kệ lỡ còn mấy chục năm nó ăn luôn nha. Đó giờ cũng thấy chưa thấy bệnh gì chứ á. Ngon bé, đưa cái muỗng nó thẳng. Ê mà cái này á, chan miếng nước sốt vô. Ủa nước sốt này cho bánh mì tới tan luôn á mấy chị. Tiếp tục nữa nha. À, đó. Cho miếng dưa leo vô. Phát ai luôn hả? Hả? Quên phát ai thế gì vậy? Phát ai. Ăn mấy chén bạn? Mình ăn hai chén. Mình ăn hai chén. Ôi, cục cái mại cục này con lấy nó rã nè mấy bạn. Ngon nhất hết luôn. Ừ. Ừ. Cái này ông làm từ tôm khô nó ngon lắm. Nó ngọt nó ngon từ tôm khô và thịt béo nữa. Thịt mà có mỡ, mỡ chài nó béo trời ơi. Ừ, ngon mấy bạn ơi, trong miếng dưa khoai ở ngán. Cù lao sôi rồi đó nha, cục than nó sôi rồi nhưng mà khói lên thấy không? Có tự ăn được đó, có tự làm mình bữa được đó. Mấy mở trà đụng không? Được. Trời ơi, nó ngon. Giờ này mấy giờ mới được cơm vậy anh? Giờ 12, mấy 1 giờ. Mình ăn thêm miếng cơm đó nha mấy bạn. Tôi đã bụng. Rồi đợi con ăn từ từ ăn. Ăn không được cho tắm, ngoan đi. Thôi mình chan miếng vô, nước này cũng ngon lắm. Ngon quá mấy bạn trên TikTok ơi. Thôi tôi chan miếng nha. Cúc vật cũng ngon không? Ngon quá, ngon quá. Ngon quá. Mấy bạn ơi, nhớ một like, một share và nhớ đăng nhấn cái chuông giùm mình nha. Cảm ơn bếp nha. Thì mình kể với hai tụi mình nha. Ông ngon quá. Mấy bạn cũng rảnh làm gia đình mình làm, nhưng mà sao mình quay với mấy bạn vậy đó. Cô lao này mình cũng được để chúng nắm chơi vậy đó. Bây giờ bạn uống không? Cảm ơn bạn. À, trái tay mình. Cái này nóng đó nha bé, bé đừng có đụng vô đây nha, cái này nóng đó. Có một thang trong đây đó con. Trời ơi, chút xíu vô. Con học bài đó mù kẹt rồi đó. Bài gì? Cái bài đó. Con gắp vô miếng dưa leo rồi hả? Con hái chân. Bạn xiên thì nặng vô miếng chanh. Chanh miếng nước tương. Đó. Cái miếng nước tương là miếng chanh bình thường đấy thôi. Chanh nhẹ thôi. Nước tương là cái ngọt chanh. Ừ. Mình dặm thêm miếng rau và mình kết thúc với mấy bạn. Nó vô con ra ăn rồi con. Ừ. Dặm thịt được thật chưa? Ăn miếng dưa leo cho đỡ ngán nha. Ừ. Hoàng ơi, chiều nay nó có lấy xe hơi đi chở đi chơi, còn không mang con nhốt cũng đây luôn. Cảm ơn bạn. Cắn miếng nhẹ một khoe với bạn nha. Trời ơi,
Mà nóng quá thắng hồi khô nước luôn á. Ăn xong mình làm gì ta? Nóng quá, nóng quá. Bạn mới đứng đó mà. Đem chai nước đây thấy không? Đem chai nước đây. Các bạn lấy cho mẹ mê con. Đem chai nước đây mẹ mê. Con trai hả? Vậy con bỏ nước lấy chai nước. Mới làm gói cái chai thôi mà con thắng nó khoái kìa. Trời nó khoái. Tập ăn cay đi con, cho coi coi cho nếm mùi cay đắng rồi. Rồi qua tắt giùm cầu kè các bé thấy chưa không? Bé bơ tắt giùm cầu kè coi. Bye bye khán giả nè.